Chào các bạn, vấn đề hành hung nhân viên y tế là thực trạng xảy ra gây nhức nhối trong nhiều năm qua. Việc nhân viên y tế bị hành hung là vấn đề nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý, làm cho việc chữa trị của bệnh nhân bị gián đoạn, thậm chí có thể gây tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Gần đây thì tại một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục xảy ra tình trạng nhân viên y tế bị hành hung. Theo báo cáo của bệnh viện, thì tình trạng người nhà bệnh nhân say xỉn đánh nhân viên y tế xảy ra liên tục tại bệnh viện. Cụ thể là ngày 22 tháng 11, các bác sĩ trực đêm tại bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nhập viện do vết thương hở do té ngã. Nhân viên y tế tại bệnh viện tiếp nhận tư vấn khâu vết thương và được sự đồng thuận từ phía bệnh nhân. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân không chịu ra ngoài để nhân viên y tế làm việc mà liên tục chửi bới, nhục mạ, khiến bác sĩ buộc phải tạm ngưng công việc và rời khỏi phòng tiểu phẫu. Người nhà bệnh nhân sau đó còn đuổi theo đánh bác sĩ vào vùng mặt. Mới đây thì vào ngày 3 tháng 12, bệnh viện lại nhận được cuộc gọi cấp cứu tại quán nhậu trên đường 47, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì bệnh nhân say xỉn nên ngã bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Khi nhân viên y tế đến nơi, bệnh nhân còn nằm nguyên tại chỗ. Do nhà vệ sinh hạn hẹp nên nhân viên y tế đã nhờ những người thân cùng hỗ trợ để đưa bệnh nhân vào băng ca để di chuyển. Tuy nhiên người này mắng nhân viên y tế là sao không tự làm mà bắt hỗ trợ. Khi đưa bệnh nhân vào băng ca để chuyển ra ngoài thì người này đi phía sau dùng chân đạp mạnh vào lưng nhân viên y tế. Sự việc trên đã được khai báo công an và các đối tượng liên quan đã được mời về trụ sở để lấy lời khai. Sau hàng loạt các sự việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế thì trao đổi với phóng viên, giám đốc của bệnh viện cho hay đã có văn bản gửi đến cơ quan công an về việc nhân viên y tế bị hành hung khi đang cấp cứu cho người bệnh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến hỏi thăm và có buổi làm việc với các đơn vị liên quan. Đồng thời, sở cũng yêu cầu bệnh viện triển khai thêm các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng người thân đến bệnh viện bất ngờ gây rối hoặc hành hung nhân viên khoa cấp cứu của bệnh viện, như là phân luồng tiếp nhận, quy trình sàng lọc, nhận diện các mối nguy tiềm ẩn gây rối an ninh trật tự, tăng cường phân bổ nhân viên bảo vệ tại các điểm nóng. Các bệnh viện cũng đã được chỉ đạo triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự trong bệnh viện. Trong quy trình sàng lọc cấp cứu, hạn chế cho nhập vào khoa cấp cứu những trường hợp không có chỉ định cấp cứu. Thay vào đó, sẽ cho nhập viện nếu có đủ các tiêu chuẩn nhập viện hoặc triển khai phòng lưu bệnh điều trị và theo dõi trong thời gian ngắn đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện nhập viện cấp cứu hoặc nhập viện. Các bệnh viện sẽ triển khai nguyên tắc 4 giờ hoặc 6 giờ là thời gian tối đa cho người bệnh lưu tại khoa cấp cứu, đồng thời phân quyền cho các bác sĩ cấp cứu có quyền chuyển người bệnh vào các khoa nội trú, không để người bệnh lưu lại quá lâu tại khoa cấp cứu. Ngoài ra thì cũng cần có giải pháp tăng cường giao tiếp với thân nhân của người bệnh trong thời gian nằm điều trị tại khoa cấp cứu để tạo cho họ sự an tâm, giảm lo lắng, bức xúc không cần thiết. Khuyến khích các phòng xã hội của bệnh viện cử nhân viên tham gia hoạt động này. Trong các tình huống số lượng người bệnh tăng đột ngột thì lãnh đạo bệnh viện phải chủ động điều phối tăng cường nhân viên cho khoa cấp cứu. Đặc biệt là cần tăng cường nhân viên bảo vệ của bệnh viện có chỗ trực tại khoa cấp cứu, hướng dẫn người thân của bệnh nhân tuân thủ các quy định một người thân một bệnh nhân, bố trí tủ để vật dụng có khóa cho thân nhân người bệnh gửi vật dụng mang theo trước khi vào buồng bệnh. Khi gặp tình huống gây rối hoặc đe dọa nhân viên y tế thì nhân viên bảo vệ có trách nhiệm kết nối ngay với công an phường để kịp thời hỗ trợ. Câu chuyện xung đột, hành hung, tấn công nhân viên y tế gần như là câu chuyện thường trực của trung tâm cấp cứu. Tuy nhiên, ở các bệnh viện lớn, vấn đề này ít xảy ra hơn so với tuyến địa phương. Nguyên nhân được cho dẫn đến tình trạng này là do một phần do y tế tuyến cơ sở thường không có đội ngũ an ninh bảo vệ, và thực tế khi thăm khám tại tuyến trung ương, người bệnh và người nhà thường có thái độ tôn trọng hơn với bác sĩ. Còn tại các tuyến cơ sở thì nhân viên y tế ít được tôn trọng. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế luôn có những nhóm bệnh nhân hay người nhà có nguy cơ sẵn như là người say, người nghiện hút, hoặc là có khi đánh nhau ở ngoài chưa hết lại kéo cả đoàn vào đánh nhau tiếp trong bệnh viện. Bên cạnh đó thì sự xung đột cũng dễ xảy ra khi việc chờ đợi quá lâu khi làm thủ tục thăm khám khiến bệnh nhân và người nhà có những bức xúc căng thẳng. Một nguyên nhân nữa có thể là do thái độ của một số nhân viên y tế chưa chuẩn mực, có lời lẽ nặng nề hoặc là giải thích các chế độ về bảo hiểm y tế, chính sách không rõ ràng, rành mạch, dẫn đến những xung đột va chạm. Thực tế thì còn rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những bất ổn an ninh trong bệnh viện. Và để giải quyết được triệt để vấn đề này thì cần phải có sự vào cuộc phối hợp của rất nhiều ngành, đối tượng. Nhưng vấn đề cần lưu tâm nhất là mỗi cá nhân cần nâng cao văn hóa ứng xử của mình.
Từ xưa tới nay, bác sĩ luôn được xem là nghề có trách nhiệm cao cả bởi liên quan trực tiếp tới tính mạng của con người và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của xã hội. Bác sĩ, những người luôn mang trong mình trọng trách cứu sống tính mạng cho người khác. Thế nhưng ai sẽ là người cứu họ khi bị các đối tượng hành hung, khi đang nỗ lực cứu người bệnh? Dù đã có nhiều chế tài xử lý đối với vấn đề này, tuy nhiên chúng ta cần có những hình phạt xử lý thích đáng để bảo vệ quyền lợi và tính mạng của nhân viên y tế. Theo luật sư Quách Thành Lực thì với hành vi như trên, các đối tượng hành hung bác sĩ hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đe dọa giết người theo điều 133 Bộ luật hình sự. Trường hợp nếu bác sĩ bị thương tích từ 11% trở lên thì các đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích. Đảm bảo an ninh cho các cơ sở y tế là rất cần thiết vì khi xảy ra thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở y tế, đến việc cứu chữa người bệnh của các bác sĩ và gây ra hình ảnh không đẹp. Những hành động này cần phải được lên án để không còn tình trạng này xảy ra thêm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.